hóa ra bạn thân tặng Phương Linh Jolie 700 triệu trong lễ cưới chính là chị gái cô dâu 100 cây vàng từng gây xôn xao mạng xã hội. Là đám cưới mở bát cho Vbiz năm 2022, hôn lễ của Phương Trinh Jolie Lý Bình được dân tình vô cùng quan tâm. Nào là rước dâu bằng G63, chi phí tổ chức đi đứt một chiếc mẹp, xính lễ khủng. Trong đó có cả màn trao 10 cây vàng của bạn thân nhà người ta, làm bao người mắt tròn mắt dẹp. Danh tính của người bạn tặng Phương Trinh cả hộp vàng trên dưới 700 triệu là Hồng Nhung, một nữ đại gia tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là bạn thân của cô dâu. Trên những lời bàn tán về hành động chơi lớn tặng quà khủng cho Phương Trinh Jolie, Hồng Nhung đã có những chia sẻ trên Facebook cá nhân. Bạn thân Hồng Nhung xuất hiện trao tặng 10 cây vàng khiến Phương Trinh không kìm được nước mắt. Cụ thể trong status của mình, Hồng Nhung chia sẻ cả cô và Phương Trinh Jolie, người thì không có em gái, người không có chị gái, nên khi gặp nhau đã thật sự dành tình cảm chân thành cho đối phương và xem nhau như gia đình. Có người nói ra nói vào, nhưng quan trọng nhất là khoảnh khắc ấy, tụi mình hiểu mình thương nhau biết nhường nào, chị nhỉ. Mọi người đừng xôn xao nữa, có những thứ nó giá trị đến nỗi không định giá được, chứ không phải cân vàng lượng bạc đâu, Hồng Nhung chia sẻ.